Tức gì? Anh hùng có lẽ hơi một trong điều khó đấy chứ Thoại. Cũng đã biết được rồi, nhưng mà dạo gần này thì Quân còn có hợp tác và làm giám đốc âm nhạc cho rất là nhiều những đối tác, và đặc biệt lần này là với Chuyển Mệnh. Quân ơi, hôm nay em có thể cho một vài ý kiến của em khi mà âm nhạc của mình sáng tạo ra dựa trên cái câu chuyện này, thì em thấy ngày hôm nay như thế nào? Hôm nay thực sự là Nguyễn Trân Trung Quân cảm thấy rất là xúc động. Mọi người có thể thấy một Nguyễn Trân Trung Quân trên sân khấu thì chỉnh chu này, ở trên livestream hơi đánh đá một tí. Nhưng mà ngày hôm nay thì hai người mỏ hỗn được làm việc với nhau. Em cảm thấy rất là vui, và cái cảm xúc của em thì khi mà âm nhạc vang lên thì em thấy là ôi sao có thể hợp như vậy. Bởi vì là hai anh em nó duyên lắm. Cái mức là em nghĩ rằng là em nói với Thoại rằng là anh chưa được xem phim, anh cũng chưa thực sự là có được cái file kịch bản. Nhưng mà Thoại và Khôi hãy gửi cho anh một đoạn giới thiệu ngắn về phim thôi. Anh sẽ mường tượng ra. Và sau đấy rồi thì chỉ có khoảng tầm 2 tiếng sau khi mà em gửi cái demo này, và Thoại đã nói rằng là anh ơi nó quá lập bục. Và Khôi cũng nói rằng là anh ơi em muốn anh làm một cái phiên bản full cho cái phần âm nhạc đó. Và thực sự khi mà ghép vào phim ngày hôm nay thì em thấy rất là vui, vì em đã giúp được Thoại chút công sức của mình bằng chuyên của mình. Và cái điều mà em bất ngờ hơn nữa là duyên quá, hay quá. Thực sự luôn là anh và Dennis ngồi với nhau và cứ bảo trời ơi tại sao thằng bé này nó làm như thế nhở, nó đời này, nó rất đời. Và mình nghĩ rằng là Thoại sẽ bị khớp ấy, khớp ở trên một cái bộ phim như thế. Nhưng mà hoàn toàn là những cái gì ở bên ngoài cuộc sống của em đưa vào phim. Và anh tin nhá, khán giả, đại chúng ấy, mọi người biết đến em ấy, thực sự là một hình ảnh của Phạm Thoại rất 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 là quen thuộc ở trong cái phim này. Và phải nói rằng Thoại ạ, em sẽ là một người hạnh phúc nhất hôm nay. Bởi vì thế này này, em đã được làm việc với cả một ekip toàn là các cô chú, anh chị chuyên nghiệp. Và đó là một cái điều mà anh nghĩ rằng là một cái điều ghi nhận cực kỳ xứng đáng đối với em. Xin được cảm ơn Nguyễn Trân Trung Quân rất là nhiều, và anh mong là em sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa cho những cái hành trình sắp tới của Phạm Thoại với một cái vai trò mới của bạn ấy. Và đây cũng chính là cái đam mê của mọi người. Thoại có tâm sự với mình dù trước khi mà lên cái buổi họp báo ngày hôm nay là Thoại mê diễn xuất lắm, mê làm nghệ thuật lắm, và không biết là sắp tới đây nhà sản xuất Phạm Thoại có làm gì hơn nữa hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi. Một nửa cảm ơn Nguyễn Trân Trung Quân rất là nhiều. Dạ, Hương Giang ơi, còn đây không? Giang ơi, Giang ngồi đâu? Dạ, chắc có thể là mọi người biết không, hôm nay á, Thoại cũng chơi lớn lắm mọi người. Hôm nay là ngày đi kiếm tiền. Hôm nay là 10 tháng 10 là cái ngày chốt đơn. Vậy mà Thoại đã dành tất cả mọi thời gian cho tất cả những người khán giả đầu tiên của mình với một cái vai trò mới như thế. Thì vỗ tay thật lớn cho Phạm Thoại. Dạ, rất là đầu tư. Dạ, Long Chun, em ở đâu em? Long Chun còn đây không? Rồi chắc về livestream tiếp. Là phải livestream rồi. Dạ. Dạ, cháu Minh Xu hỏi là có một một người bạn của Phạm Thoại nào đó hôm nay ở đây mà mọi người muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình hay không ạ? Dạ, chúng ta giơ tay thì Minh Xu xuống tận nơi. À đây. Dạ vâng. Mọi người hỏi đâu rồi? Bạn mình đâu hết rồi ta? Các anh chị mình hỏi đâu ạ? Dạ. Hết rồi. Quý vị thân mến, xin được gửi gắm một lời nhắn nhủ với các quý anh chị phóng viên báo chí là đây là thời gian để chúng ta thể tương tác với nhau, có những câu hỏi nào thắc mắc thì chào Thoại. Thì đầu tiên phải chúc mừng em là tôi thấy được cái sự nghiêm túc của Thoại, là cái sự cố gắng trong từng cái sản phẩm của Thoại. Tuy nhiên thì cũng có vài ý muốn góp ý cho Thoại. Cái thứ nhất là cái này góp ý trước nha. Thứ nhất là tôi thấy được sự nỗ lực của Thoại đó, nhưng mà cái sự nỗ lực đó nó chưa đạt. Thứ nhất là những pha đánh võ của Thoại, tôi không biết Thoại tập bao lâu nhưng mà cảm giác nó vẫn còn hơi lỏng cọng, không biết Thoại có thấy hay không. Cái thứ hai là cái tâm lý của Thoại lấy vẫn chưa được. Tất nhiên tôi không đòi hỏi Thoại phải là
một diễn viên quá xuất sắc, nhưng ít ra là mình thể hiện được cái tâm lý đó, đặc biệt là trong cái cảnh mà Thoại và anh người yêu ở cái phần hiện tại á, khi mà đọc được tin nhắn thì tôi vẫn có cảm giác là Thoại hơi gồng khi thể hiện tâm lý đó. Cái thứ ba là đôi chỗ cái Thoại của Phạm Thoại, cái chữ L và N nó vẫn còn, nó bị ngọng và nó bị, nó chưa được chuẩn. Cái thứ tư là cái ngoại hình, thì nghĩ là Thoại phải nên giảm cân chút xíu. Nếu như Thoại có ý đồ, có ý muốn là mình sẽ theo cái nghệ thuật chuyên nghiệp, phải kiểu như là xéo sắc, hoặc là mình cảm giác giống như là nội cung, gọi là thâm cung bí sử á, kiểu vậy á. Thì khi mà em ngồi với anh Steven, anh có nói là em đừng, em như thế là không ai coi em và em không diễn được ra đâu. Vì thực sự là để diễn được một cách cổ trang rất khó. Và đây là bộ phim xuyên không, có nghĩa là nó nói về chính con người em là một nhà sáng tạo nội dung. Khi mà từ thời hiện đại qua quá khứ thì em ngọng hay không người ta cũng không quan tâm. Có nghĩa là bởi vì cái nhân vật của em trong phim đó là một nhà sáng tạo nội dung, thì có thể các bạn sẽ hiểu được nhà sáng tạo nội dung thì trên các cái lĩnh vực, trên các đa nền tảng. Và cái cách thể hiện của em khi mà cũng nói chuyện với Steven, anh nói là em cứ là em đi, em đừng có cố diễn, bây giờ em cứ nờ với lò là không khéo là mọi người sẽ thấy là em bị gượng gạo hơn. Thì em cũng nghe ý kiến của mọi người thì em cũng bảo thế thôi cứ lờ với lờ kệ đi. Anh đạo diễn cũng có một phân cảnh nha, là anh đạo diễn bắt em là phải ngọng. Chứ thực tình là em cũng không muốn, nhưng mà em bảo không, nhưng mà thấy buồn cười, thấy vui thì là anh đạo diễn cũng nói như vậy để em có thể là làm thêm. Còn về tập võ thì em cũng chia sẻ với mọi người là em chỉ có một tuần để tập. Thời gian em cũng lại không có nhiều vì ngoài công việc phim ra em lại còn có những công việc khác. Em không gọi như là phủ nhận cái việc đó. Tuy nhiên thì em cũng có nói với lại bên anh Khôi là có đủ thời gian để tập hay không, hay là bên anh Cascader là anh ấy hướng dẫn, thì anh có nói rằng là khi mà lên phim á, bởi vì em bản thân em không chuyên, còn nếu như mà em chuyên em đánh như anh Steven nha, mà em đánh tập thật nha, ai tập giả nha, anh Steven anh đánh thật mà anh cứ cầm cái kiếm mà anh cứ vung cái này là bắt đầu là em sợ, em hôi, em không dám tập đâu. Bởi vì là nhỡ đâu anh vung hẳn vào mặt mình một cái hay sao, thì là em cũng rất là lo. Và thời gian tụi em thì cũng không có nhiều, nên là đây là một sự thiếu sót. Và nếu như mà bộ phim sau hoặc là những bộ phim tới em mà có đánh võ nữa thì chắc em phải tập ở nửa năm hoặc là cả năm trời em mới làm phim tiếp. Em cảm ơn. Vậy thì nhân cái ý cũng chia sẻ là em có chia sẻ với anh Hoàng Khôi là đây là bộ phim cuối cùng em đóng. Em sợ mọi người, bởi vì là nắng lắm, rất là mệt. Và có nghĩa bản thân em đi đóng nhá là em hay kêu than mệt, nhưng mà các cô chú thì không. Em hỏi ủa tại sao mọi người đi làm được ta mà mình không làm được. Thì sau khi đóng xong em cũng đúng thật là sau khi vừa đóng phim xong em nói với Khôi không, em không đóng phim nữa đâu. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà có khán giả rồi tất cả mọi thứ, khi mà tụi em làm ra thì em thấy là chuẩn bị chắc là được đó. Tại vì như chị quản lý chia sẻ thì là đây cũng chỉ là gọi như làm trong chuỗi dự án thôi. Thì có thể là sắp tới sẽ là những bộ phim khác, không phải là bộ phim TikTok nữa, biết đâu là bộ phim điện ảnh thì sao. Tôi có hai câu hỏi nữa muốn hỏi Thoại. Thứ nhất là về cái phim cổ trang, thì không biết mình cái thời này, cái sự xuyên không này mình làm vào thời nào, Đinh Lê, Lý Trần hay Nguyễn, và cái sự cộng tác về trang phục, về ý tưởng thì Thoại đã nhờ đến ekip nào và mình đã nghiên cứu tư liệu lịch sử ra sao? Tại vì khi làm phim mình đã nghiêm túc rồi thì mình phải đầu tư để cho nó chính xác về trang phục, về bối cảnh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa là vừa qua có một số ý kiến trên mạng cũng có nói rằng là Phạm Thoại bây giờ có tiền mà thì cứ đầu tư làm phim thôi, mình có tiền thì mình thích làm gì mình làm. Và cũng có ý kiến là Phạm Thoại bỏ tiền đầu tư làm phim để tẩy trắng cái quá khứ của mình. Thì Thoại nghĩ sao về ý kiến đó? Thế cho em xin phép trả lời câu đầu tiên nha. Còn câu thứ hai thì... Dạ được ạ. Xin lỗi cúp lời của Thoại. Hình như là cái anh gì đó, anh tên gì? Anh Hùng có lẽ hơi một trăm điều khó đấy chứ Thoại. Theo như chú nghĩ, thật sự thật tâm mà nói,
Chú rất là bất ngờ với cái kỹ thuật biểu diễn của Phạm Thoại. Chú thích cái Phạm Thoại cái gì? Cái đời, cái chân thật. Thoại diễn giống như là không diễn. Giống như là nãy người bạn đã nói là Phạm Thoại cần phải học thêm về kỹ thuật biểu diễn. Đúng. Nhưng mà ở đây á, đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên cũng giống như là một cái một người con dâu bắt đầu bước về nhà chồng vậy đó. Và bước đầu tiên thì lúc nào cũng có sự sơ sót trong đó. Nhưng cái sơ sót này, đối với chú, cái hiệu quả của cái phim này, hôm nay ngồi coi rất là an tâm. Không ngờ, tại vì khi mà làm phim á, chỉ được tiếp xúc với lại thoại những cái đoạn nào có với nhau thôi. Nhưng mà hôm nay coi toàn bộ, cái bất ngờ với cô Văn Minh của chú đây á, là không ngờ Phạm Thoại có một cái duyên như vậy. Cái đó thật lòng mà nói. Đồng ý không các bạn? Cái nghề diễn viên này đó, đối với chú mấy chục năm trong nghề rồi. Nhưng mà tới giờ phút này, chú vẫn còn phải học hỏi những bậc đàn anh, kể cả những người mới vào nghề nữa. Tại vì mỗi người có một cái nét riêng. Mà một người diễn viên sân khấu hay là một người diễn viên điện ảnh cần cái sự duyên dáng. Mà ở đây đồng ý Thoại là một người diễn viên mới lần đầu tiên. Nhưng mà các bạn có đồng ý của Quang Minh là Thoại có một cái nét duyên dáng không các bạn? Hồi nãy á, cái chú á tên gì? Nãy giờ Hùng á, đồng ý mình cần nghe những cái lời phê bình thật thà, đúng, không phải chỉ khen thôi, không phải chỉ chê thôi, nhưng mà mình phải khuyến khích, đừng có khó quá. Dạ, cho em xin cắt lời Văn Minh chút xíu. Thì ngay mà chỉ là những góp ý với tư cách là một khán giả nên sẽ hơi xét nét hơn chút xíu so với những khán giả bình thường à. Không, nhưng mà em phải có cái suy nghĩ là em khuyến khích. Thời buổi bây giờ ai dám ra làm phim mà Thoại dám chơi cái điều đó. Thì nhân cái câu hỏi của em thứ hai em cũng đã hỏi Thoại đó. Dạ, xin cảm ơn những câu hỏi góp ý của anh Hùng. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Anh Hùng ơi, phim này của tụi em là chiếu trên TikTok, chiếu trên các nền tảng mạng xã hội, không phải phim chiếu rạp. Anh Hùng ơi, nhẹ nhẹ giùm em anh Hùng ơi. Là gì nói là gì? Em cảm ơn anh Hùng nhiều nha. Sao bây giờ xin được phép cho ekip trả lời câu hỏi tiếp theo của anh Hùng. Dạ, là câu hỏi tiếp theo của anh Hùng là mình nói về cái vấn đề mà trang phục. Dạ, chắc là với cái này thì để cho đạo diễn trả lời trước ha. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh. Và thời nào và thứ hai là trang phục do bên nào và có nghiên cứu như thế nào. Thì ở đây trước là về thời kỳ, em cũng biết là em không làm phim thuần sử, em lại càng chưa đủ tầm để làm phim lịch sử, cho nên em không chọn làm phim sử mà em chọn làm phim cổ trang thôi. Và đó là cái mà tụi em công bố với lại mọi người. Và chính vì em đặt cho mình cái đề bài là cổ trang cho nên em cũng không dại dột chọn hẳn một cái thời kỳ nào để em quyết định mọi thứ vô đó cả. Bởi vì nếu mà em quyết định vô và em công bố với mọi người rằng đó là thời đó, đó là chúng tôi làm phim lịch sử đó, thì lúc đó mọi người không xem bộ phim của em là phim cổ trang nữa, mà mọi người sẽ xem với ánh mắt của một người xem phim lịch sử. Thì trước là tụi em sai với cái định hướng ban đầu của mình, và sau là tụi em cũng đem đến cho mọi người một cái sản phẩm nó không đúng như tụi em quảng bá. Dạ, và kế đến á là vấn đề về trang phục thì em khẳng định luôn là trang phục của bên em, em nói thuần Việt là nhiều khi em bậy, nhưng mà là em lấy cảm hứng từ rất nhiều trang phục của người Việt, ví dụ như là áo Nhật Bình nè, ví dụ như là các trang phục thời xưa, thời Nguyễn, thời rất là nhiều thời kỳ mà nó kết hợp lại với nhau, nó đem lại cái giá trị mỹ thuật cho bộ phim. Nhưng để nói là em xác định thời kỳ nào thì em nghĩ câu trả lời của em nó sẽ tương đồng với câu trả lời mà em vừa trả lời với anh khi anh hỏi về thời kỳ.
rằng chúng em không xác định một thời kỳ cụ thể nào, mà tất cả chỉ là lấy cảm hứng từ những giai đoạn lịch sử, từ những câu chuyện hư cấu hoặc có thật, và từ những bộ trang phục mà chúng em đã được may mắn nhìn thấy trong các phương tiện báo đài, truyền thông đại chúng. Em cảm ơn anh. Đối với vấn đề này thì anh Hùng thấy ok chứ anh Hùng? Dạ. Còn câu thứ hai là về cái việc mà mình bỏ tiền mình làm phim để tẩy trắng á, thì không biết Thoại trả lời như thế nào. Thực ra thì cũng chia sẻ với mọi người, nếu như mà bỏ tiền để tẩy trắng như em thì em nghĩ rằng là chắc là ai cũng bỏ tiền để tẩy trắng được. Ai có tiền người ta cũng có thể tẩy trắng được. Em làm phim vì đam mê. Bởi vì trong 6 năm nay em không riêng nói gì phim, nhưng với những sản phẩm em sản xuất ở trên các nền tảng mạng xã hội, mọi người có thể thấy một video của em đầu tư rất nhiều tiền, và em đầu tư những video đó hầu như là để tẩy trắng à. Vậy khán giả xem những video của em có tẩy trắng hay không, hay thực sự là mọi người đang xem những video đó là những video để về nghệ thuật, về cái đẹp? Và đặc biệt em rất là yêu cảnh đẹp Việt Nam. Mọi người sẽ thấy mỗi tháng ít nhất em có một video về cảnh đẹp Việt Nam mỗi vùng miền. Thì đó là cái cách em thể hiện trong bộ phim này cũng vậy. Em thể hiện nét đẹp của Huế, em thể hiện gọi như là trang phục của Việt Nam. Em truyền tải những cái nét đẹp của Việt Nam thôi chứ không có tẩy trắng gì ở đây. Cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn những câu hỏi rất là chuyên môn của anh Hùng rất là nhiều. Và mình dù tin là hôm nay thì bên cạnh những cái nét duyên của các bạn diễn viên, đặc biệt là Phạm Thoại, thì chúng ta sẽ có một cái sự thoải mái hơn với cái định dạng các bạn mong muốn định hướng cho cái dự án lần này của mình, đúng không ạ? Dạ vâng, xin mời những câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, chắc là chị Thảo giúp em ha. Dạ, chị cho em hỏi chị đến từ đơn vị nào ạ? Xin chào mọi người, mình tên là Phương, mình thì không phải là phóng viên mà là một người xem, nhưng mà là một người xem rất là khó tính ở bên trên mạng xã hội. Vừa nãy khi mà em có nghe câu hỏi của anh Hùng, thì với vai trò là một người khán giả của Thoại, thì em cũng muốn có một số những cái ý kiến, cũng như là sẽ đặt một câu hỏi dành cho Thoại. Đầu tiên ấy, là em nghĩ rằng là cái vấn đề để mà nghiên cứu trang phục quần áo cho nó đúng theo thời kỳ ấy, nó rất là khó trong phạm vi bối cảnh của một bộ phim với cái kinh phí sản xuất hạn hẹp. Và khi mà chúng ta xem ấy, em nghĩ rằng là mình đang xem với vai trò Thoại là một người làm sáng tạo nội dung, chứ không phải là một nhà nghiên cứu lịch sử, hay là một nhà bảo tồn văn hóa, hay là một ekip mà làm sản xuất để quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam. Thì em nghĩ là cái đầu tiên là bạn trẻ đó, bạn ấy dám làm, bạn ấy dám đầu tư, và bạn ấy dám thử thách bản thân. Với kinh nghiệm 30 năm sống trong cuộc đời và xem phim cổ trang cả Việt Nam ngày trước đây lẫn bây giờ, thì em thấy rằng là một điều em rất ghi nhận ở bộ phim của Thoại, đấy là khi mình xem cái bộ phim này, mình thấy nó là một bộ phim cổ trang mà trang phục của nó là trang phục Việt Nam. Nó có tính Việt Nam rất cao, chứ nó không có bị lai căng theo cái kiểu là đầu tóc trang phục lồng lộn, hoặc là cách Thoại bị Hán quá nhiều, yếu tố Trung Quốc quá nhiều. Mà ở đây là mình cảm thấy được là cái chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam là có. Và em cũng rất mong mọi người cho một tràng pháo tay để ghi nhận điều này. Cái cảm xúc của em khi mà em đi từ cái ngoài phía rạp vào đến bên trong đây, thì lúc mà em nhìn thấy dòng người, tất cả mọi người đi và check in, thì em cũng có một cái cảm giác rất là xúc động. Bởi vì em thấy rằng là không ngờ một bạn trẻ, khi mà bạn ấy còn tuổi đời quá nhỏ, và em chứng kiến từ ngày mà Phạm Thoại có hai bàn tay trắng đi lên bên trên live stream từng cái quần áo một, và có những cái sự phát triển về cá nhân của bạn ấy, thì em nghĩ rằng là cái điều đó là điều chúng ta đáng ghi nhận, để nhìn thấy rằng bạn ấy đã đi một chặng đường rất là dài. Và ngày hôm nay, nói thật luôn là có nhiều người làm diễn viên chuyên nghiệp chưa chắc đã đầu tư được những cái dự án chỉn chu và có quy mô như Phạm Thoại làm.
Nên là từ cái góc nhìn của một người xem thì em cảm thấy rằng là những câu hỏi của anh Hùng á hơi khắt khe với Thoại. Và từ cái góc độ là một người khán giả thì chị rất là cảm ơn Thoại đã có những cái sự đầu tư, dám bỏ chi phí để mà thử thách bản thân mình. Bởi vì em không phải chỉ là một người sáng tạo nội dung. Chị nghĩ rằng em là một người thể hiện về ý chí, quyết tâm trong cái việc là phát triển bản thân mình. Mình không ngừng dừng lại mình ở một cái vai trò vị trí nào hết, mà mình dám dấn thân, mình dám làm, mình dám kết nối bản thân mình với những người mà mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được trúng mâm với họ. Và chị tin phim rất có kinh phí sản xuất cao thì họ cũng đã tôn trọng em ở mức độ nào đấy để mà đứng ở đây cùng với em. Thì chị chỉ có một câu hỏi duy nhất dành cho Thoại, đấy là sau cái bộ phim này thì liệu rằng em có dám đầu tư kinh phí để làm một dự án chỉn chu hơn để thỏa mãn tâm hồn của anh Hùng không? Cảm ơn những lời khen của chị. Nhân tiện đây thì em cũng xin nói thêm một chút, thì với những bộ trang phục của em á thì được sự tư vấn và làm việc cùng với stylist Bin Nguyễn và sự góp ý của nhà thiết kế Lê Long Dũng, một trong những nhà thiết kế rất nổi tiếng tại Việt Nam, chuyên làm về các trang phục Việt Nam, thì em tự tin rằng bộ trang phục của chúng em đều là mang tính Việt Nam ở trong đây ạ. Còn câu hỏi của chị thì chắc chắn rồi chị, bởi vì Phạm Thoại có thể là gọi như là chưa bao giờ có những cái khó mà Phạm Thoại chưa bao giờ từng thử. Thì em nghĩ rằng là bộ phim, kể cả một bộ phim 10 tỷ, 20 tỷ, Phạm Thoại sẵn sàng. Bởi vì em sống vì đam mê, em sống vì nghệ thuật. Chứ em không phải làm phim ra mọi người thấy phim thì em không có kiếm tiền. Em làm phim vì đam mê, vì sở thích. Và em làm phim để quảng bá về văn hóa Việt Nam, chứ không có mục đích nào khác. Em cảm ơn. Rồi, em cảm ơn chị Hương. Thì đầu tiên thì dưới góc độ của ekip thì em nghĩ là cô trả lời câu hỏi đầu tiên á, thì em nghĩ là để cho các cô chú anh chị trả lời trước, còn phần còn lại thì em sẽ trả lời mọi người sau. Thực sự ra là các bạn rất là ngạc nhiên là bởi vì sao là cứ thắc mắc hồi nãy giờ là tại sao mà một cái diễn viên dàn cast mà đã có một cái gọi là đã có những cái vị trí đứng hiện giờ và đã tham gia rất là nhiều bộ phim mà vẫn tiếp tục chấp nhận lời mời của Phạm Thoại. Chị thú thực, khi mà Duyên đọc kịch bản của Phạm Thoại đưa cho Duyên thì Duyên thực sự là Duyên thấy là kịch bản rất là thú vị. Thú vị ở nhiều khía cạnh, dĩ nhiên vai diễn của Duyên nó là chỉ là một cái cục mốc, một cái cục mốc nhỏ để mà nó phát triển sự kiện. Nhưng Duyên có nói với Phạm Thoại là: Thoại ơi, chị nói thiệt với em nha, bây giờ em viết thêm cho chị. Chị đang nghĩ em luôn đó. Tại sao ạ? Chị ra một cái phần, dĩ nhiên cái phần đất diễn này của Duyên á, tuy nó ít nhưng mà nó rất là đắt, rất là đắt trong một cái kịch bản như vậy. Nhưng mà Duyên rất là thích thú về cái cách mở và cách giải quyết cái vấn đề của cái kịch bản. Nó rất thú vị mấy bạn ạ. Và khi mà nếu mà nói lại về tại sao mà Duyên lại chấp nhận làm với Phạm Thoại, ai cũng có khởi đầu, ai cũng có khởi đầu. Và bản thân Duyên cũng xuất thân từ một diễn viên múa ba lê, không phải diễn viên điện ảnh. Nhưng mà Duyên đã rất là thành công trong điện ảnh, trong bộ phim cũng đầu tiên, bộ phim đầu tiên. Cho nên rằng là Duyên không care cái vấn đề là ai làm đầu tiên hay là ai làm nhiều lần. Và Duyên luôn luôn, Duyên rất là tôn trọng Thoại đã đầu tư và đã có một cái kịch bản sáng tạo rất là chuẩn bị, rất là kỹ lưỡng. Và trong cái từng bước step trong cái sự chỉ nói là đơn giản là cái khâu chuẩn bị thôi cũng làm Duyên rất là ngạc nhiên thật sự luôn á. Phạm Thoại từ cái màu sắc của trên áo, từng cái câu thoại, và khi mà ra hiện trường là cũng là đạo diễn cũng bảo diễn viên kết hợp lại với nhau, ngồi lại kết hợp. Rồi khi nào mà mình có cảm giác là mình đã tự tin rồi thì mình mới ra sàn diễn. Và trên cái lúc mà quay phim cũng mấy bạn cũng là lia máy quay qua lặp đi lặp lại rất là nhiều, cũng là rất là chuyên nghiệp chứ không phải là làm cho có. Vì vậy cho nên là thực sự ra là nếu mà mấy bạn nói là thực sự là Duyên rất là ngạc nhiên là tại sao mấy bạn lại hỏi câu hỏi đó. Nói một câu đơn giản thôi là các
các anh chị em, thí dụ điển hình như là Kim Xuân nè, Mỹ Duyên nè, Dũng Quang Minh nè, tại sao phải tham gia vào cái phim này? Một điều đơn giản, người ta nói thì e tàn thì mang mộng. Với cái tuổi của chúng tôi thì cũng sắp sửa về hưu rồi, không có gì bằng mình sẵn sàng ủng hộ lớp trẻ. Và lại với cái nghề của Văn Minh kinh nghiệm trong đời rồi, sau khi nói chuyện với đạo diễn thì cũng có một phần nào mình đoán được cái sự nghiêm túc, một cái sự nhiệt tình của mấy em, và làm việc rất là chu đáo. Cho nên chọn tham gia trong cái phim lần này là một điều rất là đúng, đúng không các bạn? Thôi không nói nữa, chờ thôi. Hai người. Dạ, cho em chia sẻ của chú Quang Minh, của cô Kiều Kim Xuân, cô Mỹ Duyên là những cái diễn viên gọi là thần tượng của em từ khi mà em gọi là mới biết cái TV là gì rồi. Còn em thì chỉ là những cái em chắc được thuộc thế hệ mầm non trong diễn xuất thôi, nên là để nó mà kiểu lý do nhận phim của bạn thoại và lý do chê thì em nghĩ không. Em đang trong một cái quá trình là học hỏi, nên là bất kỳ một cái vai diễn nào của bất kỳ ai, khi mà em đọc được cái vai diễn đó và em cảm nhận là mình có thể sống trong nhân vật đó thì em luôn sẵn sàng tham gia, bởi vì đó là một cơ hội để cho em học hỏi trong lĩnh vực diễn xuất. Còn với chia sẻ một chút xíu về đời tư đi, thì em là cái người nhắn tin cho Thoại và em rất muốn làm việc với Thoại từ năm 2021, tức là dịch, lúc mà Thoại bắt đầu đánh Sân Đăng Thời Trang, là em cảm nhận được một cái mà em hiện tại em chưa có, đó là khi mà mình thích một cái gì đó là mình hết mình về cái đó. Khi mà Thoại thích thời trang là Thoại hết mình với thời trang, và khi Thoại làm live stream Thoại cũng hết mình vào live stream, và khi Thoại làm phim là Thoại cũng hết mình với cái phim này. Và có một cái là nãy giờ ekip chưa chia sẻ và em cũng chưa hỏi ý kiến ekip, là kinh phí ban đầu và kinh phí đến khi thực hiện là nó như là x4, tức là lúc đầu là định làm một thôi, nhưng đến khi hoàn thiện xong bộ phim là gấp 4 lần. Là em còn nói Thoại là anh ơi, lần sau anh làm phim á, anh đừng có kiểu nghĩ dài quá, ngay cả từng phân đoạn một em thấy với bảo là ở Sài Gòn, thực ra em đi quay bảo có những phân đoạn mình có thể lấy Sài Gòn được không? Phải bắt tất cả ekip quay ở Huế, và trong những phân đoạn trời rất là nóng, rất là nắng, hay là cái phân đoạn đánh võ, thậm chí Thoại có thể là cho cái anh các đơ, nhưng không, Thoại vẫn làm hết và chỉ thêm chám một chút xíu thôi. Nên là em cảm thấy là mình cái cơ hội mà mình hợp tác với Thoại nó là một cơ hội tốt của em, chứ không phải là kiểu Thoại mời gì đâu. Thậm chí là nếu mà kiểu không có mối quan hệ mà kiểu em biết được cái này mà chắc là em còn phải nhắn tin xin như cái lần đầu tiên mà em xin Thoại làm thời trang với em đó. Nên là kiểu Thoại thì thực ra cũng kiểu xin độ tuổi em thôi, nhưng mà Thoại đã làm được một cái mà em nghĩ được tầm độ tuổi bọn em là nhìn như là kiểu chưa ai dám làm, đầu tư một bộ phim chỉ chiếu ở trên TikTok nhưng mà đầu tư kỹ đến từng trang phục, từng câu thoại, đạo diễn, kịch bản, rồi diễn viên, rồi bối cảnh, hay là cái cách mà Thoại chăm sóc cho cả một ekip sản xuất, để vấn đề về thời gian thôi cũng book cho mọi người đi một cái chuyến bay mà để gọi là hạn chế cả cái việc mà delay nữa. Em thấy kiểu thật sự là rất cảm ơn anh đã gọi là cho bọn em một cái bài học lớn như vậy ạ. Người luôn là đây là bộ phim cổ trang đầu tiên mà em tham gia. Tại từ đó tới giờ em rất là kiểu không tự tin vào bản thân mình á. Tại vì những bộ phim cổ trang thì mình phải thực sự là cứng nghề và cái gì nó phải chỉnh chu cái đó, nhưng mà thật sự em chưa tự tin. Lần này em cảm ơn Phạm Thoại vì đã tạo ra bộ phim này để em có thể có được một vai diễn cổ trang đầu tiên một cách nghiêm túc. Và em thấy không có lý do gì để em từ chối Thoại. Và cộng thêm một cái phần rất quan trọng nữa, tại vì cái này thực tế thôi, uy tín của chị Lời. Uy tín của chị Lời là đầu tiên là mời em, là em thấy có sự uy tín ở đó. Và sau khi làm việc với Thoại thì em cảm thấy đây là một sản phẩm Thoại rất là tâm huyết và đầu tư một cách chỉnh chu, cộng thêm phần kịch bản nữa, thì đúng là không có gì để
để từ chối. Rồi sau khi làm việc với Thoại, em lại học được một cái tính rất là hay ở Thoại, đó là có những lúc em thấy Thoại giống như sắp gục vậy, sắp gục không thể nào mà tiếp tục nữa, nhưng không mở miệng than một tiếng. Đôi khi em mệt, em có thể nói là em mệt quá cho em nghỉ chút xíu, nhưng mà Thoại biết kiểu là à, đang làm việc với những cô chú anh chị, nhiều khi mình cảm thấy Thoại đang cố gắng cỡ 200-300% sức của Thoại luôn. Thật sự mọi người, đây không phải là binh, nhưng mà thật sự là mọi người phải ra làm việc mọi người mới thấy được sự cố gắng của Thoại rất nhiều như thế nào. Và em cũng có theo dõi Thoại từ xưa, từ những cái Thoại mặc thời trang rồi này nọ đó, rồi sự phát triển của Thoại qua từng ngày và sự trưởng thành của Thoại qua từng ngày, thì rất cảm ơn Thoại đã cho anh cơ hội để có một gì mới. Trọng nhất là Đằng sẽ đọc xem kịch bản này mình thể hiện như thế nào, nó có được ra, nó có thể hài hước được hay không, nó mình có thể hiện được khả năng mình không. Khi mà mình đọc rồi thì mình cảm thấy là ô, thú vị, kịch bản thú vị. Và Đằng nghĩ vậy, sản phẩm nào cũng sẽ có một cái phân khúc khán giả riêng, và đặc biệt ở Phạm Thoại là sẽ là các em nhỏ, và các em nhỏ sau này sẽ là khán giả khi chúng ta lớn hơn nữa. Thì Đằng nghĩ là bây giờ á, cái phân cảnh đó chỉ có Đằng với Thoại thôi, thì mình cho nhau cái niềm tin đi. Thứ nhất, mình tin vào đạo diễn sẽ làm chỉnh chu, và tin vào cô chú anh chị, vì cô chú anh chị chấp nhận vô phim này thì mình tin chắc là nội dung phim này phải ok. Và cái thứ hai, và cái tiếp theo nữa là mình tin là hai anh em kết hợp với nhau sẽ tạo ra một cái gì đó nó thú vị. Thì như mọi người đã thấy thì lớp diễn hai anh em chúng em sao ạ? Dạ thì em chỉ muốn vậy thôi, mọi người xem và mọi người thương yêu tụi em thế thôi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của dàn cast ngày hôm nay đây. Thật sự phải nói là chúng tôi cũng có một cái cuộc họp báo và giới thiệu như thế, thì chúng tôi cũng rất là trân trọng những cái ý kiến rất là nghiêm túc của chính tất cả các quý anh chị phóng viên báo chí, để cho những người trẻ như bọn em ở đây sẽ có cơ hội được nhìn thấy nó chân thật hơn, nó rõ nét hơn, và tụi em sẽ là những người rút được những kinh nghiệm này để phát triển nhiều hơn trong tương lai. Và nếu như tất cả các bạn sáng tạo nội dung ngày hôm nay ở đây mà muốn tiếp nối Phạm Thoại thì các bạn sẽ phải làm chuyên nghiệp hơn trong tương lai, được không ạ? Và đây chính là những cái bước khởi động đầu tiên thôi. Và anh nghĩ là chắc ngay giây phút này anh sẽ trả lại cái micro cho Phạm Thoại, bởi vì hồi nãy giờ mình cũng đã được lắng nghe rất là nhiều cảm xúc, rất nhiều sự yêu thương, ủng hộ, và đặc biệt là những sự khó khăn của cái bộ phim, cái dự án lần này của em. Thế không biết là Phạm Thoại muốn nói gì với tất cả mọi người nha. Thoại ơi, chờ một xíu ở đây chị. Cảnh đẹp Huế, và em vô tình lướt TikTok phải cung đình Huế. Em thấy đẹp quá, em bắt buộc em phải đi ra Huế. Khi mà làm việc với lại chị Lòi hay là anh Khôi, thế tại sao không dừng ở Sài Gòn để tiết kiệm chi phí? Vì đơn giản nó chỉ là một bộ phim chiếu nền tảng mạng xã hội như là TikTok thôi. Em kêu là không, đã là quảng bá về văn hóa thì nó phải là thật. Còn nếu như dựng bối cảnh thì nó không phải là quảng bá về văn hóa, nó như là xét bối cảnh rồi. Em bắt buộc là cả ekip của em hơn 100 người, tất cả mọi người đều phải đi ra Huế để mình thấy được cái nét đẹp thực tế của Huế nào. Còn mọi người dựng lên, mọi người có nhìn thấy nét đẹp của Huế không? Mọi người nhìn vào mọi người biết là studio liền. Những cái bối cảnh tụi em dựng nó đều là có thực, tụi em chỉ thêm chút này thêm chút kia vô thôi. Thì cái đó mà cái em mong muốn, đơn giản nó chỉ thế thôi. Dạ. Chắc có thể là tất cả những cái câu hỏi cũng như là những chia sẻ vừa rồi cũng đã rất là tuyệt vời dành cho cái dự án lần này rồi. Thế Thoại ơi, hôm nay có một cái kết thật là đẹp với trong cái buổi họp báo ngày hôm nay nè. Đầu tiên thì cảm ơn tất cả các cô chú anh chị ngày hôm nay khi mà có mặt tại đây. Em một điều cực kỳ vinh dự khi mà Phạm Thoại có thể mời được những người gạo cội, những người diễn viên thật sự là chuyên nghiệp để có thể góp mặt trong bộ phim. Và cũng cảm ơn những cái lời động viên, những lời khen của tất cả mọi người đã dành cho em. Cảm ơn tất cả mọi người cũng đã có mặt trong ngày hôm nay để xem được bộ phim này. Em cũng không biết nói gì hơn, có lẽ là em mong muốn đây là một cái bước khởi đầu mới. Trước kia mọi người biết Phạm Thoại là một cái người mà hay drama, có những cái
cái này cái kia không được đẹp, thậm chí có những cái phốt. Tuy nhiên em nghĩ rằng là ai cũng sẽ có những sai lầm. Quan trọng họ nhìn vào những sai lầm đó để họ sửa đổi và họ hướng đến những cái thứ tốt đẹp, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đó mới là điều đáng trân quý. Nên là em mong sau dự án này còn nhiều những dự án khác khi mà em làm ra, hoặc là em mời tất cả mọi người, nếu như có dự án sau có thể quay lại thì em chắc chắn là em sẽ làm khủng hơn. Em tự tin điều đó bởi vì em là một người rất đam mê về nghệ thuật. Tiền không thành vấn đề với em. Quan trọng là mọi người mong muốn điều gì ở em, hoặc mọi người mong muốn điều gì từ những cái thứ xung quanh thôi, em sẽ làm hết ạ. Cảm ơn. Và đó là phần hỏi ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng em. Chắc là mình sẽ mời lời gõ để có thể có những cái lời chia sẻ nhắn nhủ nữa dành cho tất cả các quý anh chị phóng viên báo chí, cũng như là hình như anh nhớ còn một cái câu hỏi về cái chi phí đầu tư mà mình vẫn chưa có thể bật mí cho mọi người. Em có thể tiện chia sẻ hay không? Xin mời em. Em trả lời tiếp câu hỏi của chị Hương. Thì thật ra cái chi phí ban đầu của tụi em dự tính là chỉ làm một bộ phim để chiếu TikTok. Thì em nói là trong vòng khoảng 1 tỷ đổ lại là đủ chơi rồi và chơi vui rồi. Nhưng mà chơi vui không đủ. Thoại nói là chơi vui rồi nhưng mà em muốn là nó tốt nữa cơ. Thì tụi em lỡ tốt tới 5 tỷ ạ. Em biết là anh chị còn nhiều câu hỏi thì thời gian cũng... Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi sẽ được thay mặt cho Phạm Thoại cùng với dự án lần này xin được gửi lời cảm ơn, biết ơn chân thành nhất đến với